À, chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày như ta, ngày 6 tháng 8 2022, ngày thứ bảy nha anh em, ngày cuối tuần. Thì tiện thể mình cũng chúc anh em có một cái ngày cuối tuần vui vẻ, tràn đầy niềm vui, bạc ti thoải mái luôn ha. Nhưng mà cũng cố gắng giữ bình tĩnh và giữ cái ví của mình thật là đầy đủ để ngày mai chủ nhật anh em rảnh rảnh có thể xem video của kênh Miền Tây Solar rồi mua một số mặt hàng cần thiết nha anh em. Đấy, anh em phát tài thì cũng mình cũng phát lộc ké chút xíu. Đấy thì trước mặt anh em là một con Thiên Power 6 kW ha, Thiên Power 6 kW. Giá của em nó bữa nay là 10 triệu 950 ngàn. Đó thì nhiều anh em kêu mình kêu mình thôi giờ bao ship đi, bao ship đi, thì mình thông báo với anh em là lúc này mình hết bao ship nổi rồi anh em. Lý do là con Thin Power cũng như là tất cả những cái phụ kiện năng lượng mặt trời ở thời điểm hiện tại, giá vàng lên, giá xăng lên và giá những cái phụ kiện này đang lên anh em. Anh em cũng biết là cửa khẩu Trung Quốc bây giờ nó rất là ngặt nghèo, cho nên là nó vận chuyển hàng hàng hóa đó thì nó cũng khá là khó khăn. Thì anh em biết là tất cả những dụng cụ này đều vận chuyển từ Trung Quốc qua, dù là có sản xuất ở Trung Quốc hay là sản xuất ở nước ngoài, đều sản xuất qua xuất khẩu qua Việt Nam theo cái cửa hải quan giữa Việt Nam và Trung Quốc nha, chứ không phải là một cái nước nào khác đi một cái đường khác. Cho nên đó là cái việc mà hạn chế lưu thông hàng hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam nó ảnh hưởng rất là lớn đến những cái mặt hàng này năm, thì nó lên giá rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thị trường mình thấy 11 triệu 7, 11 triệu 9 gì đó một cái, nhưng mà mình lên có 50 ngàn thôi nha anh em, mình lên giá có 50 ngàn thôi, 10 triệu 950 ngàn. Phí ship thì đâu đó khoảng 80 ngàn anh em trả giúp mình nha, mình hết trả nổi rồi anh em. Thì trước mặt anh em là con Thin Power 6 kg để mình gửi cho anh Nguyễn Thanh Trung. Ông Nguyễn Thanh Trung ấp Tân Vinh, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Thì ban đầu anh Trung á thì cũng mấy tuần rồi, anh Trung lấy con biến tần trực tiếp có bù lưới đó và anh Trung chuyển cọc cho mình luôn rồi. Nhưng mà anh Trung anh đợi con đó riết rồi, giờ ảnh làm biến đợi rồi, anh chuyển qua anh lấy con này. Thì nhân nhân dịp video này thì mình cũng mong anh Trung thông cảm ha. Tại vì cái con biến tần trực tiếp có bù lưới á, anh em ở công ty ảnh sản xuất không có kịp anh em, mình nói thẳng là sản xuất không kịp, mấy anh làm không có kịp, cho nên á mấy anh đợi cỡ 2 tuần rồi mà vẫn chưa có con đó luôn. Mình thì cứ trong đứng trong ngồi, mấy anh đăng ký hay mình ghi thành một cái danh sách cỡ nửa tờ giấy luôn mọi người. Có nghĩa là cái con đó hôm bữa gì về được thùng đó, mấy anh ở công ty mấy ảnh chia cho mình được thùng và cái thùng đó mình đẩy đi trong vòng một buổi một luôn đó, nó hết luôn. Cái mấy anh em đăng ký sau nó không còn đó, bây giờ thì chúng ta cố gắng đợi thôi chứ biết biết sao giờ anh em ha. Chúng ta tất cả chúng ta đều cố gắng đợi nha, mấy anh ở công ty sản xuất không kịp cái con triệu chín đó anh em đó. Thì anh Trung ảnh chuyển qua anh lấy con này và anh nói chừng nào con kia về rồi gửi sau, có nghĩa là anh lấy 2 con luôn. Thì cảm ơn anh rất là nhiều. Mình bán cho anh cái con này với giá là 1,9 triệu như cũ nha, không lên giá, tại vì thôi mình cũng không đặt lời lớn bao nhiêu đâu, quan trọng là anh này anh đã đợi hàng mình hôm nay có hơn nửa tháng rồi đó. Còn mấy anh sau này mua là 1,950 triệu nha mọi người, phí ship chắc khoảng từ 8 ngàn tới 100 ngàn tùy theo chúng ta ở xa hay ở gần nha. Thì mình sơ lược lại về con Thin Power, mình nhắc lại là 10,950 ngàn nha anh em. Đó thì giá này vẫn vẫn là rất là rẻ trong thị trường, trên thị trường rồi, cho nên anh em mua thì cứ liên hệ mình nha, rất là rẻ rồi. Con này thì hiển nhiên bảo hành 5 năm, bữa có anh kia nó hỏi mình vấn đề bảo hành 5 năm nha, hành 5 năm ok ha. Thì bây giờ mình sơ lược mấy cái đầu món nè, lần này mình thấy có cái tiết mục này lạ nè, kỳ này người ta có gửi mình cái bao tay nữa anh em, bao tay này không biết có chống điện không nè, thấy không, nếu bao tay chống điện là quá xịn luôn nha, mình thấy bao tay rất là xịn. Và mình cũng để nguyên bịch mình gửi cho anh Trung luôn. Đây nè, có CT bám tải nè, CT bám tải nè anh em, cái thứ rất là quý giá của con Thin nè. Còn cái bao tay này là mới nè, hồi đó giờ không thấy cái bao tay đâu. Bao tay này không biết có chống điện không ha, không biết một bao hay hai bao nữa, hình như là 2 bao ha, 2 bao. Nếu bao tay chống điện là quá xịn sò luôn nha. Đó, hồi đó giờ mình cũng chưa được con Thin tặng cho mình cái bao tay nào, nhưng mà trong lô hàng này có nha. Rồi, ở trên đây có wifi không, coi có wifi, có cục wifi nè anh em, có wifi nè, có cục đấu nối AC nè, có tặng cặp m hai cặp MC4 nè ha, đầy đủ nha, tắc kè ống vít đầy đủ nè. Rồi ở đây nó có một cái ray để chúng ta treo Thin lên nè, đây nè anh em thấy cục đen đen đó không, là cái ray để treo Thin lên đó đó. Rồi giấy tờ thông kho nè anh em ha, đó để đó đi. Rồi bây giờ thì mình trở lại với con Thin 6 kg thì cũng 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 là con
mình đang gặp rắc rối với con thiên 3 ký anh em, là anh em cũng yêu cầu mình lấy con thiên 3 ký về bán nhiều, thì chắc đợt tới chắc mình lấy quá, tại vì cái trước đây giờ mình không lấy là tại vì cái con thiên 3 ký nó rẻ hơn con này có 2 triệu thôi, mà 6 ký và 3 ký mà cách nhau có 2 triệu thì mình ngu gì lấy 3 ký anh em, cho nên hồi đó giờ mình không lấy về bán, nhưng mà một số anh em vẫn vẫn yêu cầu, vẫn yêu cầu mình lấy. Nhưng mà mình trước khi mà mình bán con thiên 3 ký á, là mình thông báo với anh em á, là có rất là nhiều anh mà gắn những con inverter 3 ký rồi sau đó gỡ xuống rồi treo ngược cái con 6 ký lên nha, có nghĩa là gỡ xuống bán thanh lý và đi mua con 6 ký gắn. Tại sao vậy? Tại giữa con 3 ký và con 6 ký nó khác nhau nhiều ha. Con 3 ký là nó có một trên thôi, chúng ta chỉ lắp được một loại pin thôi, còn 6 ký lắp được hai loại pin nha. Hai loại pin ví dụ như bên đây là pin 200W, bên đây là pin 500W, thoải mái ha. Hai trên khác nhau, lắp hai loại pin khác nhau, ampe khác nhau, thoải mái. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công suất con kia 3 kg, anh em gắn tối đa chừng 3 kg 3 pin thôi, 3 kg rưỡi pin trở lại. Đó, đâu gắn được nữa đâu. Cho nên cái việc nâng cấp pin là hoàn toàn không có thể nha. Còn con 6 kg khác à. Con 6 kg đầu tiên giờ ta hạn hẹp kinh tế phải không? Ta gắn trước 3 kg đi. Sau này ta có kinh tế phải không? Ta đẩy thêm một mớ pin nữa. Đó, nhưng mà cái vấn đề vậy nè. 3 kg đầu á, anh em gắn 3 kW pin đầu á là pin 200W đi. Khoảng 3 ký sau á, anh em mua pin 200W đó hết. Người ta đâu còn bán pin đó nữa đâu. Pin giờ nó thay đổi liên tục từng ngày luôn. Đó, cho nên anh em phải mua pin 400-500W. Vậy thì hai loại pin khác nhau. Ta nâng cấp hai loại pin khác nhau thì cái con này mới làm được. Chứ con 3 ký đâu làm được anh em. Đó. Và hai con này anh em có thể gắn từ 7 ký rưỡi lên, 7 ký rưỡi pin cũng được nha. 7 ký rưỡi pin, nhưng mà mình khuyên anh em gắn 7 ký pin trở lại thôi. 7 ký pin. Tại vì đây mình thấy đầu ra AC của nó là 6 ký. AC 6 ký thì chúng ta có thể gắn được 7 ký rưỡi, cái 7 ký rưỡi pin nha. Đó, pin mặt trời ha. Đó thì mình nhắc lại nè, nó có 2 trên rất tiện lợi nè. Và công suất nó tới 6 kW AC nha. Đó, còn pin mặt trời anh em có thể gắn tới 7 ký rưỡi. Rồi, DC quýt. DC quýt này nó giống như là một cái công tắc để cho PV anh em. Rồi cổng com, cổng CT. CT để chọn cái CT bấm tải vào đấy. Cổng com ha, rồi cổng kết nối AC. Thì cái CT này hôm bữa có anh hỏi mình gắn sao cho phù hợp, thì chúng ta gắn ha, mình cũng gắn rất là nhiều con rồi, mình gắn sao cho cái mũi tên nó đi từ điện lưới vào, có nghĩa là đi từ ở ngoài vào trong nhà. Cái mũi tên của CT ở trên CT nó có mũi tên, mình nói vậy anh em hiểu liền. Chúng ta kẹp sao cho cái mũi tên đi từ ở bên ngoài vào trong nhà đó. Mà cách đơn giản là khi anh em gắn vậy nè ha, khi anh em gắn vậy nào, khi anh em lắp vào này phải không, anh em tắt hết thiết bị điện trong nhà đi, tắt hết thiết bị điện trong nhà. Đó, cái anh em kẹp CT vô. Nhưng mà hôm bữa giờ mình gắn mình thấy con thiên này nó khởi động hơi chậm nha. Khi ta kẹp CT vào thì nó khoảng 4 5 phút nó mới ăn con CT chứ nó không ăn liền. Nhiều anh em á kẹp xong rồi cái gọi điện thoại cho mình là Thắng ơi sao anh không thấy nó có tác dụng gì trơn à? Bộ CT không có xài được hay là anh chưa có cài đặt phù hợp gì đó. Rồi anh mấy anh rất là rối. Nhưng mà mình khuyên mấy anh là thôi tắt điện thoại đi, anh ngồi anh đợi hơn 5 phút đi rồi anh nhìn thông số. Đó, tại vì cái cách xử lý của relay ở trong thiên này nó hơi chậm tí. Kẹp con CT vào nó khoảng 5 phút thì tác dụng mới ok. Chứ còn đừng có nôn quá nha mọi người, hổm giờ mình cũng gặp mấy anh rồi. Đó, mình cũng gắn mình nhiều mấy con thiên này mình gắn hoài gì và mình cũng 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 thấy vậy đó, nó cũng khoảng 4 5 phút nha. Nó mới kích hoạt được cái CT bấm tải. Thì mình nhắc lại, anh em gắn cái mũi tên đi từ ngoài điện lưới vào ha. Và anh em kẹp kẹp vào đấy. Đó, lựa dây nóng mà kẹp ha. Dây này kẹp không được thì kẹp dây kia thì một trong hai dây thôi. Đó, rồi khi mà chúng ta nãy mình nói là anh em gắn là tắt hết thiết bị điện ở nhà phải không? Cái kẹp CT vô phải không? Rồi, sau đó chúng ta sẽ mở thiết bị điện lên. Mở thiết bị điện lên. Đó, mở thiết bị điện lên thì ta thấy cái inverter của chúng ta những thông số đây nè anh em gõ 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 nè, nó sẽ hiện cái màn hình lên ha. Hiện màn hình lên. Đó, những thông số đây, mình mở thiết bị điện lên nó sẽ cái quát này nè, nó sẽ chạy theo. Đó, quát nó sẽ chạy 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 theo. Và nếu mà anh em mở hết thiết bị điện nhà rồi, anh em thấy cái quát nó lên theo phải không? Có nghĩa là inverter đang chạy theo tải anh em. Mình xài 500W nó cho inverter cho 500W, xài 1 ký inverter cho 1 ký, nó đang chạy theo tải. Còn bây giờ anh em muốn thử phải không? Đang mở hết tải trong nhà lên vậy. Cái anh em rút CT ra thì nó không hay lắm. Anh em làm vậy nè. Tắt hết thiết bị điện trong nhà, tắt hết thiết bị điện trong nhà. Đó, cái bám tải này nè, nó tuột 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 xuống. À, mình thấy rõ không, nó tuột 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 xuống rồi, tắt hết xong hết phải không, nó tuột xuống không hết phải không, anh em gỡ cái bấm tải ra
Đó, mình thử. Nhiều anh em á, tại vì mình nói kỹ cái này là biết sao không? Tại vì nhiều anh em á gắn xong rồi không biết cái bấm tải có hoạt động hay không. Trời ơi, ngồi đó lo không biết bấm tải hoạt động hay không, sợ đồng hồ điện tử á, nó đẩy điện ra lưới rồi cuối tháng trả tiền điện xỉu lên xỉu xuống đúng không? Nhiều anh em sợ vậy cho nên mình mới nói kỹ. Ví dụ như đang lên phải không? Anh em đang mở hết thiết bị điện trong nhà, anh em thấy nó hiện lên 500W, vậy là thiết bị điện nhà đang nuốt 500W. Rồi anh em tắt hết thiết bị đi. Tắt hết thiết bị đi. Đó. Anh em gỡ CT bấm tải ra. Đó, thì lúc đó cái con inverter của chúng ta nó không bấm tải nữa mà nó sẽ đẩy hết cái năng lực của dàn pin. Đó thì lúc đó anh em đang tắt hết thiết bị điện nhà phải không, mà anh em thấy đây nó lên khoảng ký mấy, 2 ký mấy, 3 ký mấy là rồi rồi. Rồi rồi inverter này đang đẩy điện ra lưới đó, không có bấm tải nữa. Vậy là cái hồi nãy 500W hồi nãy là bấm tải thành công. Anh em rõ chưa? Thấy không? Ở có thể mình hướng dẫn bữa nay hơi dài dòng, anh em có thể làm ngắn gọn hơn ha, ngắn gọn hơn mình nói, nhưng mà tại vì mình nói kỹ quá cho nên nó hơi dài dòng đó. Mình test bấm tải vậy đâu mọi người, tắt hết thiết bị điện trong nhà, gỡ con CT bấm tải này ra, cái inverter nó tăng lên từ 200-300W, nó tăng lên 2-3 ký rồi, inverter đang đẩy. Còn anh em gắn CT bấm tải lại, anh em đợi vài phút rồi nó tuột xuống rồi xong. Vậy là CT đã hoạt động ok. Sau này anh em cứ xài điện thoải mái. Con inverter này nó sẽ bám theo cái tải và nó không đẩy điện ra lưới. Đó, thì trong những cái dòng inverter bám tải mà để ngăn đẩy điện ra lưới làm cho đồng hồ nó chạy, đồng hồ điện tử nó chạy cuối tháng mình trả tiền á, thì trong những cái dòng bám tải mình thấy con thin này hoạt động là đơn giản nhất. Anh em chỉ cầm kẹp cái CT này vào là nó chạy. Anh em không có cần cài gì hết trơn á. Còn cái việc mà cài trên app á, anh em chỉ cần lên YouTube gõ cách cài đặt wifi cho ThinPower, là ở trên đó người ta chỉ, mấy anh ở miền Bắc anh chỉ rất là rõ luôn. Mình ban đầu mình hồi đó giờ mình cũng tính làm mấy cái video thiệt là đầy đủ về về cái cách cài wifi, nhưng mà thấy mấy anh miền Bắc anh làm kỹ quá cho nên thôi mình không làm nữa. Đó, có ai cần thì mình giới thiệu những video đó cho anh em xem nha. Đó. Đó thì chúc anh em có được những cái hệ bấm tải ngon lành để sau này xài điện ban ngày thôi chứ ban đêm thì không được ha. Xài điện ban ngày thoải mái vi vu. Hồi đó giờ là người ta xài điện còn tiết kiệm phải không? Điện 3-4 ngàn ký xài nhiều khi còn tiết kiệm còn đau lòng phải không? Còn gắn cái này vô rồi ha, anh em xài điên cuồng luôn, xài thoải mái luôn, xài vô tư luôn. Ban ngày thôi nha, còn ban đêm vẫn xài điện lưới bình thường nha. Đó, thì thông số nằm bên đây nè. Thông số nó có ghi rõ nè. AC là 6 ký ha. Và D cái PV mắc là 550V. Đó, có nghĩa là cái điện áp mắc của tấm pin mặt trời là 550V. Rồi cũng những thông số còn lại anh em về nhà xem nha. Bây giờ mình sẽ đóng gói kỹ lại mình gửi cho ông anh mình ở anh Trung ha, ở Thanh Bình Đồng Tháp. Thì hồi hổm á là cách đây một tuần mình đã hết con thin này rồi và mình mới về một lô nữa. Và khi mà về một lô thì mình chưa quay video báo cáo cho anh em luôn, chưa quay video để giới thiệu à, nhưng mà mấy anh em đã đến nhà lấy nhiều rồi. Bữa nay sẵn gửi cho anh Trung này mình cũng nói luôn ha, ThinPower mới về một lô đó, anh em nào có đam mê thì mình cũng còn vài con để bán cho anh em được đó. Đó, còn những anh em kia tới nhà đã lấy thì anh em đã lấy hết rồi, có nghĩa là như anh em đặt hàng đã lấy hết rồi, mà bây giờ cũng vẫn còn vài con. Anh em đam mê cứ liên hệ nha, để hết nữa đó. Đó, nó cứ hết rồi lại đi, hết lại đi đó. Thì hôm bữa mấy anh kia anh đặt trước anh tới anh lấy ha. Còn những anh em mà có nhiều anh á không biết là mình đang mới về lô mới đó, cũng chưa có liên hệ mình lấy nữa, thì nhân video này mình nhắn gửi luôn ha, mình vẫn còn nha mọi người. Lấy lẹ á, thêm 6 ký 10.950.000. Đó, con này thì nó chất lượng khỏi chê rồi, anh em xài mấy con này thì thôi cứ xài thoải mái đi. Anh em thấy không, mình quay giới thiệu sản phẩm thôi chứ mình không có thử luôn. Lý do là tại vì con này gắn vô và xài thôi chứ không có gì để thử hết trơn á. Đó, mình không có thử luôn, thử mất thời gian nhiều anh em. Thôi mình xin chào mọi người nhé, anh em nào đam mê cứ liên hệ mình. Con thiên này mới về một lô vẫn còn hàng, anh em đam mê cứ gọi mình nha. 10.950.000 cộng phí ship. Chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video lần sau.